Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quyết trường thọ của bộ tộc 900 năm không có ai mắc ung thư. Bộ tộc Hunzat ăn chay, dùng thực phẩm không hóa chất, môi trường tự nhiên trong lành, vận động nhiều và hít thở xua tan căng thẳng giúp tránh xa các căn bệnh thời đại. Theo Teddy Com, bộ tộc Hunzat người sống ven những đỉnh núi của dãy Himalaya nằm ở điểm cực bắc của Ấn Độ, nơi biên giới các tiểu Mia, Trung Quốc, Ấn Độ và Afghanistan giáp danh. Điểm đặc biệt là số người sống trên 100 tuổi ở bộ tộc này rất phổ biến. Nhiều người trên 130 tuổi vẫn giữ sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Bộ tộc này sống trên thung lũng cao 3.000 mét so với mực nước biển, tách biệt hoàn toàn với thế giới phồn hoa đô hội ngoài kia. Họ cũng được xem là những người tách khỏi thế giới văn minh, công cuộc công nghiệp hóa, gắn cuộc sống với thiên nhiên và là hạnh phúc nhất thế giới. Đặc biệt, hơn 900 năm nay, bộ lạc không có ai bị ung thư. Từ rất lâu, con người đã không ngừng tranh luận xem cách ăn uống và lối sống như thế nào sẽ giúp tăng tuổi thọ và sức khỏe của người dân. Và khi xem xét cuộc sống của những người dân bộ lạc Hunza sống trên sườn núi Himalaya, người ta tin rằng đã tìm ra công thức để sống thọ và khỏe mạnh của con người. Những người Hunza sống trong khu vực khá cách biệt với thế giới bên ngoài. Họ có một cuộc sống đơn giản với lối sống lành mạnh. Chính vì vậy, tuổi thọ của người Hunza có thể đạt tới 145 tuổi. 900 năm không có người bị ung thư. Mơ là thực phẩm vô cùng quen thuộc với người Hunza. Họ thường xuyên uống nước ép mơ. Mỗi năm một lần, người Hunza thực hiện quá trình ăn chay, chỉ uống nước ép quả mơ khô trong suốt 2-4 tháng. Đó là truyền thống được tổ tiên truyền lại và vẫn được giữ vững cho đến bây giờ. Chính điều này được cho là nguyên nhân giúp bộ tộc hoàn toàn tránh xa được mọi bệnh ung thư, vì trong mơ có nhiều vitamin B17, còn được gọi là amygdalin, chất có đặc tính chống ung thư rất hiệu quả. Một số nhà khoa học cũng tin rằng thói quen ăn chay đã ngăn chặn những ảnh hưởng của bệnh tật như ung thư. Các nghiên cứu sơ bộ đã phát hiện ra rằng việc ăn chay ngắn hạn có thể tạo ra sự tái thiết hệ miễn dịch, giúp đẩy lùi sự phát triển của các tế bào ung thư. Không chỉ ung thư, các bệnh đương đại khác như béo phì, tiểu đường, cao huyết áp cũng tuyệt nhiên không xuất hiện ở đây. Luôn luôn lạc quan vui vẻ, đã có khá nhiều nghiên cứu đưa ra kết luận rằng tinh thần lạc quan vui vẻ có thể giải quyết mọi việc và giúp chống chọi với bệnh tật. Có lẽ, những người dân bộ lạc Hunza chính là minh chứng rõ rệt nhất cho nhận định này. Với người Hunza, trên 100 tuổi mới được tính là tuổi trung niên, nhiều người vẫn sinh con ở tuổi 60 một cách bình thường. Người Hunza trông cũng trẻ trung hơn tuổi thật của họ rất nhiều. Cuộc sống không áp lực, căng thẳng mà luôn luôn vui vẻ. Hạnh phúc chính là bí quyết để người Hunza có thể sống khỏe mạnh và thọ như vậy. Nhiều người cho rằng bộ tộc Hunza có thể đạt đến số tuổi thọ khó tin, đồng thời sở hữu gương mặt trẻ đẹp. Nhiều người cho rằng bộ tộc Hunza có thể đạt đến số tuổi thọ khó tin, đồng thời sở hữu gương mặt trẻ đẹp vượt thời gian, nhờ chế độ ăn uống hợp lý. Ăn uống lành mạnh là điều quan trọng nhất, đây không phải một điều mới mẻ với nhiều người. Tuy nhiên, ăn uống lành mạnh thực sự là như thế nào không phải điều mà ai cũng biết. Ví dụ, đây là chế độ ăn uống của những người bộ lạc Hunza. Trái cây tươi và các loại rau củ quả như khoai tây, cà rốt, rau sống, củ cải, bí, táo, việt quất, dơ ly, lê, đào, mờ. Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, các tinh chất dầu, các loại protein động vật chính như thịt gà, sữa, sữa chua, phô mai. Phần lớn người dân Hunza ăn chay, ngũ cốc, lúa mạch, kê, lúa mì, bột kiểu mạch. Ngoài ra, các loại thực vật và rau xanh phải đảm bảo tươi sống, không dùng các chất hóa học để chăm bón. Chế độ ăn uống thanh đạm, chừng mực của người Hunza đa phần được quyết định bởi điều kiện khí hậu và địa lý khá khắc nghiệt trên những hẻm núi cao. Người Hunza chỉ ăn 2 bữa một ngày. Bữa ăn đầu tiên lúc 12 giờ trưa. Người dân nơi đây dậy từ rất sớm, lao động vất vả và tiêu tốn nhiều năng lượng nhưng ăn sáng rất trễ. Khác với lối sống hiện đại, người Hunza ăn uống chủ yếu để đủ duy trì sức khỏe hơn là cho sự thỏa mãn khẩu vị. Bữa ăn của họ cũng được chế biến giản đơn. Theo nhiều nguồn tin, phụ nữ Hunza có thể sinh con ở tuổi 65. Những người này thậm chí còn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp vào những năm cuối đời. Người dân được sử dụng thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, không chứa bất kỳ hóa chất nhân tạo nào. Mọi thứ đều tươi, sạch nhất có thể,
gần với tự nhiên, nguồn gốc sản xuất và không phải bảo quản theo một chu trình phức tạp. Không có hóa chất hay phân bón nhân tạo được sử dụng trong các khu vườn của người Hunzac. Thực tế, việc dùng thuốc trừ sâu hay hóa chất ở vùng đất này có thể coi là chống lại luật pháp của người Hunzac. Chế độ ăn uống của họ được cấu thành chủ yếu từ các loại ngũ cốc như lúa mạch, kê và lúa mì. Trái cây và rau quả được người dân nơi đây ăn một cách thường xuyên và ưa thích là khoai tây, đậu, đậu Hà Lan, cà rốt, củ cải, bí, rau bì na, rau diếc, táo, lê, đào, mờ, anh đào và mâm xôi. Các loại rau củ được sử dụng tươi sống hoặc nấu chín đơn giản. Sữa và pho mát là nguồn protein động vật quan trọng. Thịt chỉ dành cho những dịp đặc biệt như đám cưới hoặc lễ hội và mỗi người được một khoanh thịt nhỏ, hầm kỹ. Thịt là một phần rất nhỏ trong chế độ ăn uống hàng ngày nên cũng có thể coi họ là bộ tộc ăn chay. Vận động đều đặn mỗi ngày, người dân bộ lạc Hunza cũng thường xuyên vận động và tập thể dục. Một yếu tố khác tạo nên sức khỏe dẻo dai của người dân bộ lạc là họ dành nhiều giờ đi bộ đường dài dọc con đường núi dốc đứng mỗi ngày. Bí quyết sức khỏe tuyệt vời của người Hunzac chính là việc họ đều đặn mỗi ngày vận động ở ngoài trời để tận dụng lợi thế của khí núi tinh khiết, mà tự thân nó đã có lợi đối với sức khỏe. Quãng đường dốc núi mà dân bộ lạc vượt qua dễ dàng mỗi ngày từ 15 hoặc 20 km. Ngoài tập thể dục hàng ngày, người Hunzac thực hành một số kỹ thuật yoga cơ bản, đặc biệt là thở yoga theo phương thức chậm, sâu và sử dụng toàn bộ khoang ngực. Đó là phương pháp thư giãn và chìa khóa cho sức khỏe. Người Hunzac bắt đầu một ngày rất sớm, trung bình khoảng 5 giờ, giúp họ tăng thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và đi ngủ vào lúc chập tối. Một lối sống hoàn toàn hài hòa với thiên nhiên do họ không sử dụng điện, dầu. Thói quen của họ chứng tỏ giấc ngủ sâu và sớm sẽ tái sinh năng lượng cho cơ thể vào lúc nửa đêm và chúng ta có thể học hỏi. Người dân ở đây dường như hoàn toàn miễn nhiễm với các căn bệnh thời đại. 900 năm nay không có ai trong bộ lạc của họ bị ung thư và được xem là dân tộc khỏe mạnh trường thọ nhất thế giới. Bí quyết trường thọ của người Hunza nằm ở chế độ ăn chay. Hunza cũng là bộ tộc có nhiều mỹ nhân nhất thế giới, sống ở phía Bắc Pakistan. Nhờ lối sống lành mạnh, các thành viên của bộ tộc này sống rất thọ, trung bình là 120 tuổi. Đặc biệt, một số trường hợp sống tới 160 tuổi và minh mẫn khi về già. Robert McKellison, bác sĩ Scotland, cho biết bí quyết trường thọ của người Hunza nằm ở chế độ ăn chay. Các bác sĩ khác đến đây cũng đưa ra những nhận xét tương tự. Ron Clapp, bác sĩ đã dành 20 tháng sống chung cùng người Hunza, tiết lộ sự cô lập cũng giúp bộ tộc này tránh khỏi bệnh tật thông thường. Do địa hình thung lũng Hunza rất hiểm trở, người Hunza ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên tránh được nhiều bệnh truyền nhiễm. Ha ha ha, 问什么的说